Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có cục này. Sau đó chúng ta để cái cục này nè sang bên đây thì chúng ta sẽ có như sau. Tiếp tục, chúng ta có hàng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy, chúng ta sẽ đổi cái cục này nè thành cái cục này thì nó sẽ ra như thế này. Chúng ta biết rằng đối với cục này thì lúc nào cũng lớn hơn hoặc bằng 0. Tại vì sao? Phương trình này bình phương thì cái khu vực mà tích phân miền á thì lúc nào nó cũng ra số dương. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy rõ nó ra bằng 0. Thì điều này chứng tỏ là cái cục này bắt buộc phải bằng 0 trong cái cục tích phân này. Thì khi đó chúng ta tính tích phân nó sẽ ra bằng 0. Tiếp tục, chúng ta sẽ để trừ 1 sang bên phải chia 2 vế cho cái cục này. Sau đó chúng ta bình phương nó lên cho hai bên. Thì cục này chúng ta sẽ mất cái căn bậc 2. Tiếp tục, chúng ta sẽ để cái cục này sang bên kia. Tiếp tục, bây giờ chúng ta đặt nguyên hàm cho hai bên. Số 1 nằm ở đây. Như vậy, chúng ta sẽ xét cái cục này. Mình sẽ đặt tích phân đổi biến. Mình sẽ đặt U bằng Fx. Thì khi đó, đạo hàm chúng ta sẽ có là DU bằng F'x dx. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ đổi thành chữ U. F'x dx chúng ta đổi thành DU. Như vậy, nguyên hàm cục này chúng ta sẽ có U mũ 5 chia 5 cộng C. Như vậy, chữ U ở đây chính là Fx. Như vậy chúng ta quay lại đây. Cục này chính là cái cục này. Còn cái này chúng ta sẽ có chữ x. Bây giờ chúng ta có điều kiện ở đây. Thì điều này chứng tỏ chúng ta thấy số 1 vào đây, thế số 1 vào đây để đi tìm giá trị c. F1 là số 1, như vậy chúng ta sẽ có số 1 ở đây. Như vậy trong trường hợp này, C bằng 1 trừ cho 1 chia cho 5. Như vậy chúng ta sẽ có 4 chia cho 5. Như vậy chúng ta thấy 4 chia cho 5 vào đây. Và chúng ta nhân hai vế cho số 5. Như vậy chúng ta để số 4 sang bên kia. Tiếp tục, đề đang đi tìm giá trị cục này. Và bây giờ chúng ta sẽ thế 5x trừ 4 vào đây. Và chúng ta ra kết quả cuối cùng. Chúng ta có cận từ 1 cho đến 2. Như vậy chúng ta thế số 2 và số 1 vào.
và chúng ta ra 7 chia 2. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.